Người dân Afghanistan tiếp tục tìm kiếm thi thể của những nạn nhân trong vụ lở đất tên tự Abkhazia. Hôm nay, người dân Afghanistan vẫn tiếp tục đào bới để tìm kiếm thi thể của các nạn nhân 3 ngày sau khi xảy ra một vụ lở đất tại một ngôi làng xa xôi ở phía đông bắc Afghanistan. Một bên của ngọn núi Abi Barak đã sụp đổ vào khoảng 11 giờ sáng hôm thứ Sáu, trong khi người dân đang cố gắng gom góp đồ đạc và thú vật nuôi sau khi một vụ lở đất nhỏ xảy ra một vài giờ trước đó. Hàng trăm ngôi nhà đã bị phá hủy trong vụ lở đất sau trận mưa lớn. Cả quan chức đang lo lắng một phần khác của sườn núi có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Hôm qua, Liên Hiệp Quốc đưa số người chết tại tỉnh Badakhshan lên đến 500 người. Nhưng các quan chức địa phương cho biết số người thiệt mạng có thể lên đến 2.700 người. Thành viên Quốc hội Afghanistan, ông Baktash Siawash, được nhìn thấy phân phát tiền cho các gia đình vào hôm thứ Hai. Ngôi làng nằm ở một trong những vùng nghèo nhất của Afghanistan, nơi hầu hết mọi người không có điện và đường xá gần như không có. Có lẽ là con số chính xác người thiệt mạng sẽ không bao giờ được biết vì các quan chức nói rằng họ không thể lấy được tất cả các thi thể bị chôn vùi dưới 50 mét bùn và mảnh vỡ. Lo ngại về một vụ sạt lở đất khác đã khiến các quan chức sơ tán khoảng 4.000 người còn lại đến vùng đất an toàn hơn ở gần đó. Họ không bao giờ có thể trở về sống trong nhà của họ ở Abbarik. Liên Hiệp Quốc cho biết trọng tâm hiện nay là phải giúp cho những người đã phải di dời với nước uống, thuốc men, thực phẩm và nơi trú ẩn. Chính phủ Afghanistan đã từ chối đề nghị giúp đỡ của Hoa Kỳ và Liên quân NATO, nói rằng chính phủ có thể tự giải quyết với sự hỗ trợ của các cơ quan viện trợ.